Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip tập của mình. Thời điểm hiện tại bây giờ đang là 7 giờ kém sáng. Mình vừa kết thúc tổng cộng là 9 tiếng làm clip xong. Vừa mình mở điện thoại ra xem ấy, thì nhiệt độ cho mình thời điểm hiện tại bây giờ đang là 6 độ C. Sáng sớm về mà lạnh cóng cái tay luôn này. Tầm 7 giờ kém ấy, thì mặt trời bắt đầu cũng đang lên dần rồi. Tầm này mình đang đi làm ca đêm về ấy, thì những người đang đi làm ca ngày ấy, mọi người cũng đang chuẩn bị đi nhé. Công ty mình ấy thì hầu như là mọi người sẽ đi tàu điện, đi xe buýt đến nhà ga, sau đó sẽ đi bộ từ nhà ga vào công ty nhé. Từ nhà ga vào công ty ấy thì đi bộ mất khoảng độ hơn cây số. Ngày nào cũng vậy, đi làm về cũng đi bộ từ nhà ga để bắt tàu, bắt xe buýt. Mà đi làm đến ấy thì cũng đi bộ từ nhà ga vào trong công ty. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông ấy, thì đến mùa thu sang đông ấy là bắt đầu những cái cây đây hầu như là rụng hết lá rồi, rụng là rụng trụi luôn. Mình đang đi ngang qua một công viên ấy để đi về nhà ga nhá. Thực sự mọi người 6 độ C, cái cảm giác nó còn là bút rọi luôn đấy. Mình thì hiện tại đang làm việc ở dưới tỉnh Ibaraki, nhưng mà ký túc xá của mình thì lại ở tận trên Tokyo cơ. Đặt lọ mình chuyển ký túc xá thì mình cũng có quay cho mọi người xem cái quá trình mình chuyển ký túc xá từ tỉnh Ibaraki lên trên Tokyo rồi. Và cái lý do tại sao ấy là mình làm việc ở dưới tỉnh Ibaraki, nhưng mà mình sinh sống ấy lại sinh sống ở trên Tokyo. Thì ở những clip trước ấy, mình cũng đã giải thích với mọi người rồi, nên là mình sẽ không giải thích nữa nhé. Bây giờ mình đang đi vào trong nhà ga để bắt tàu ở đây. Cái việc hàng ngày mình đi làm ở tàu điện đây ấy, thì sẽ gắn bó với mình suốt trong quãng hành trình làm việc tại tỉnh Ibaraki và tại công ty này nhé. Tàu vừa đóng cửa luôn này. Mình cũng vừa xuống tàu xong. Đây cái cảnh sáng sớm đi làm ở trên Tokyo đây. Mình đi làm về còn đỡ ấy. Mọi người bắt đầu đi làm đây. Đấy, đục đúc tập lập này. Cảnh nhồi nhét không khác gì xe buýt Việt Nam ngày Tết cả. Bên Nhật đâu phải sung sướng gì đâu. Đi làm khổ lắm mọi người ạ. Đây, người cứ chen người này. Ở trên Tokyo ấy, cái cảnh đông đúc tấp nập này ấy, thì nó xảy ra hàng ngày và thường xuyên mọi người nhé. Mình ở trên Tokyo thì đi làm ngày nào cũng vậy thôi. Về thôi mọi người, về cũng nhà là khoảng độ 8 giờ kém rồi. Mình đi tàu ấy, mình sử dụng vé tháng mọi người nhé. Vé tháng nó tiện, cứ mua một lần là sử dụng một tháng luôn. Hết tháng thì bắt đầu mình lại nạp tiền vào là sử dụng cho tháng tiếp theo. Bọn mình hàng ngày đi làm đây ấy, thì cái tiền tàu điện đây là công ty mình trả cho 100% nhá. Bởi vì như hồi trước mình cũng đã từng chia sẻ rồi, do công ty mình là yêu cầu bọn mình là chuyển ký túc xá, nên là phía công ty mình thì người ta sẽ hỗ trợ 100% cái tiền tàu đi lại này. Tầm sáng sớm mình đi làm về thì mọi người cũng bắt đầu đi làm đi học đây. Hàng ngày đi làm ấy là mình sẽ đi xe máy từ nhà mình ra đến nhà ga, xong mình sẽ để xe máy trong bãi đầu xe nhé. Giờ đi làm về thì mình lại vào trong nhà ga, mình lấy xe máy đi về đây. Từ nhà ga đi vào đến nhà mình ấy thì rơi tầm cỡ khoảng độ là hơn một cây số nhé. Hồi trước nhà ga ở dưới Ibaraki ấy là để xe không mất tiền nhá, nhưng mà lên trên Tokyo đây cứ một ngày để xe đạp ở đây là mất khoảng độ 100 yên. Còn nếu để xe máy ở đây ấy, thì mất khoảng độ 200 yên trên một lần để nhé. Thì vị trí là một tháng mình để xe ở đây là mất khoảng độ 4.000 yên. Để xe máy ở bãi đây ấy, thì người ta ngày nào thu vé ngày đấy nhé. Người ta không bán vé tháng đây. Ngày nào thu ngày đấy người ta ghi rõ cái lúc giờ mình vào này. Đấy. Để người ta bắt đầu tính tiền đấy. Thì ở phía bên công ty mình ấy, người ta chỉ trả cho mình cái tiền là mình đi tàu từ trên Tokyo xuống Ibaraki thôi. Còn cái tiền mình đi xe máy từ nhà mình ra nhà ga mình để ở đây ấy thì là mình phải tự chi trả nhá. Về thôi. Tầm sáng sớm này thì người thì bắt đầu đi, người bắt đầu về nhá.
đi làm ca đêm về tắm giặt dọn dẹp xong hết rồi ấy. Bây giờ mình nhảy đi cơm đây, cơm nước ăn uống xong ấy, mình đi ngủ một giấc, chiều ngủ dậy mình lại dẫn mọi người đi chợ chiều của mình nhá. Ở bên Nhật Bản đây ấy, thường thường là ai cũng vậy thôi. Sang bên này thì hàng tuần đi làm ấy, cứ một tuần là đi chợ một lần mua đồ ăn nhá. Tổ của mình ấy, đến hôm nay là buổi làm việc cuối cùng rồi, cũng hết đồ ăn rồi, còn thêm ít rau mới ít thịt thôi. Mình cũng bỏ thịt ở khay đá lên bên trên đây để cho tan ra, rau horenso xào tỏi, bên đây là thêm ít thịt mình luộc lên nhá. Cái miếng thịt lợn mình đang quay cho mọi người xem đấy là thịt lợn Bắc Đồi nhá. Hôm vừa rồi mình mua được ở cửa hàng Trung Quốc ấy, nhìn khá là ngon. Ở bên Việt Nam ấy, mọi người mua được miếng thịt Kobe thì khá đơn giản. Và khi mọi người sang bên Nhật đây thì những miếng thịt Kobe này rất là hiếm. Và vì thường thường ấy, bên Nhật đây thì thịt các thứ là người ta bỏ bì, người ta chỉ ăn phần nạc, phần mỡ thôi. Nên sang bên Nhật đây mà mua được những miếng thịt Kobe này rất là ngon luôn. Món Bắc Đồi này ấy, thì mình sẽ khía ra, mình sẽ thái nhỏ, xả với ớt, xong mình nhét vào, mình cho vào trong nồi mình luộc nhá. Mình nghĩ là sang bên Nhật đây thì cũng có khá nhiều người thích ăn thịt lợn Kobe giống như mình. Nhưng mà để mà mua được một miếng thịt Kobe ở ngoài siêu thị ấy thì nó rất là khó, bởi vì người ta đâu có bán đâu. Nên là hôm vừa rồi mình chuyển ký túc lên Tokyo đây thì mình tìm được cửa hàng thịt Kobe đây. Nên là tuần nào mình hết đồ ăn ấy là mình cũng dẹn đến đây mua nhá, bởi vì thịt Kobe ăn nó dai dai rất là ngon. Sau khoảng độ 20 phút mình linh ấy thì đây chính là cái món thịt hấp xả ớt của mình đây. Vừa mình cũng cho thêm ít mắm tôm vào cho đậm nhá. Mình cũng không biết là có ai nấu cái món này giống mình hay không. Đấy, mình cũng chỉ đơn giản đấy là buộc hai cái cuộn xào vào thôi, bởi vì căn bản đấy là mình không có dây. Luộc xả ớt thêm ít mắm tôm vào nữa, mùi vị nó ăn rất là ngon luôn. Và đây chính là bữa cơm trưa của mình đây. Mọi hôm đi làm về ấy, thì mình nấu nướng đơn giản, mình ăn nhanh nhanh để mình đi ngủ thôi. Hôm nay là buổi đi làm ca đêm cuối cùng nên là mình cũng nấu ăn ngon qua một chút nhá. Bữa cơm của mình cũng xong rồi, mời tất cả mọi người ăn cơm của mình nhá. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình nấu cái món này đây, nhìn cũng là lạ mà ăn cũng ngon nhá. Thêm ít xả, ít ớt, thêm ít mắm tôm vào. Món thịt lợn đấy là thịt Kobe, ăn nó dai dai, cảm giác mà ăn rất là nặng. Cũng chỉ còn khoảng độ 2 tuần nữa thôi là bắt đầu đến Tết Dương lịch rồi. Và cái Tết này cũng là cái Tết thứ 6 của mình ở Nhật rồi. Cũng có khá nhiều các bác cô chú anh chị hỏi mình là năm nay chưa về Việt Nam à. Thì thực ra là cái dự tính của mình là năm sau mình sẽ về Việt Nam nhá. Căn bản là vẫn có những cái dự định kế hoạch của mình, nên là mình vẫn sẽ lại làm mà cố lớp thêm một năm nữa. Năm sau mình sẽ về Việt Nam chơi nhá. Hiện tại bây giờ đang tầm chiều rồi, mình cũng vừa ngồi xong. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi thanh toán ít tiền nước và mình sẽ dẫn mọi người đi chợ chiều mua đồ ăn cùng mình nhé. Và trong tất cả các loại tiền như kiểu tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền internet ấy, thì mình thấy tiền nước sạch là tiền rẻ nhất nhá. Mình lên trên Tokyo, mình lên ký túc mới ở được 2 tháng này rồi. 2 tháng tiền nước của mình chỉ hết có 3.639 yên thôi, tương đương với cỡ khoảng độ 600.000 tiền Việt Nam gì đấy. Dùng 2 tháng dùng tiền ga mà hết có 600.000. Mình cũng tranh thủ đi chợ luôn đấy, bởi vì mình cũng nghỉ lớp ngày mai. Nghỉ được ngày mai là mình ngày kia mình lại đi làm rồi. Mọi người đi chợ chiều với mình nhá. Và sau khoảng chục phút di chuyển đến thời điểm hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái cửa hàng Konbini cách nhà mình khoảng độ 3 km. Trước hết thì mình sẽ vào thanh toán tiền nước trước, sau đó mình sẽ dẫn mọi người đi chợ của mình nhé. Từ lúc mình chuyển ký túc xá đến Tokyo ấy là ra ngoài đường đi chợ đây, cảm giác lúc nào cũng đông vui tấp nập nhá, dòng người, xe cộ, quán xá xung quanh rất là nhiều luôn. Mình đang đi vào một cái cửa hàng 7-Eleven để thanh toán cái hóa đơn nhá.
Tổng số tiền của mình hết là 3.639 yên nhá, trên 2 tháng đấy. Khá là rẻ. Đấy. Gọi chung là thanh toán hóa đơn bên này đơn giản lắm. Cứ vào đưa nhân viên người ta quét mã mạch tít cái là ra số tiền đấy, mình thanh toán đó, đủ tiền là ok thôi. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi chọc mình nhá. Hiện tại thì mình đang dẫn mọi người đi đến cái cửa hàng, cái siêu thị của người Trung Quốc nhá. Đây là một cái góc nhỏ gần khu mình đang sinh sống nhá. Xung quanh đây thì cửa hàng, quán xá, chợ búa rất là nhiều luôn. Cái đợt mình mới chuyển ký túc xá từ Ibaraki lên Tokyo ấy, do là mình không biết cái cửa hàng Trung Quốc này thì nó rẻ, nên là mình vẫn đi siêu thị bình thường mình mua thôi. Nhưng mà từ khi mình được bạn hàng xóm ấy, bạn bên cạnh ấy, bạn ấy giới thiệu cho cái siêu thị này, thế là giờ thì kiểu đến đấy, thịt thà các thứ rẻ mà đồ lại ngon nữa, nên là tuần nào mình cũng đến mua nhá. Đợt nọ mình đi quay cái cửa hàng thịt này cũng có khá nhiều bạn hỏi ấy, thì nếu bạn nào đang ở Tokyo mà đang ở cạnh nhà ga Takenochika ấy, thì mọi người cũng có thể đến đây nhá. Từ nhà ga đi ra đây ấy, chỉ một đoạn thôi, ngay đối diện với cửa hàng Dokyote đây, chính là cái cửa hàng thịt nhá, Takenochika. Và đây là tên cửa hàng thịt đây, Jo Chữ Ba Ma Tổ nhá. Ở phía bên ngoài người ta cũng bày bán rất nhiều các loại rau củ quả này, và bên trong thì cũng có một số gia vị đồ ăn của Việt Nam nữa. Gian đầu tiên mình bước vào ấy là một gian chuyên về hoa quả nhá, cam, táo, quýt, bưởi này, đằng bên đây bán cả gia vị luôn, khá là đa dạng nhiều đồ nhá. Hoa quả đây, bên đây có cả xoài này, bán cả lựu luôn mọi người nhé. Quả lựu này bên Nhật rất là đắt, mình không biết ở Việt Nam người ta bán bao nhiêu, nhưng mà một cái quả mình đang quay cho mọi người xem này, mình không biết được bao nhiêu lạng, nhưng mà giá của nó là 646 yên trên một quả nhé. Còn các loại hoa quả khác thì cũng giống như siêu thị bình thường thôi. Cũng bởi là xung quanh cái khu này có khá nhiều người Việt Nam, nên là cũng có những cái cửa hàng Việt Nam rồi là những cái cửa hàng siêu thị Nhật ấy, người ta bán đồ ăn gia vị Việt Nam luôn nhé. Mình ấy thì cứ đồ ở đâu giá rẻ mà lại ngon là mình mua thôi. Hàng đây thì hàng chất lượng đạt chuẩn rồi, nhưng mà giá rẻ nữa. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà đủ cả luôn nhá. Từ hôm mình đến cái cửa hàng này mình vẫn chưa mua miếng thịt bò nào cả. Hôm nay mình sẽ mua một miếng thịt bò đi. Bò ở đây thì hầu như là ba ra nhá. Ba ra là ba chỉ này, ghiu ni cự ba ra. Đấy. Mình sẽ mua một hộp thịt bò ba chỉ. Cái hộp này là 8 lạng 38 này, 8 lạng 3. Giá là 1.429 yên nhá. Mua về xào tỏi, xào hành ok này, làm hộp thịt bò ba chỉ. Cũng khá ít khi mình mua nhá. Bên đây có dạ dày này, dạ dày người ta làm sạch sẵn rồi. Đấy. Dạ dày này, rồi là đây là gan lợn đây. Dưới là sườn. Dạ dày này những bạn nào mà ăn nhậu này, nhậu nhẹt mua về ok này. Hôm nay cái gian thịt này ấy, thì hầu như là mọi người cũng mua hết rồi nhá. Mọi người mua cạn hết rồi. Còn một chút đồ thôi, tổ ong tầm sách đây, rất là nhiều. Toàn những món nhậu. Hôm nay hết đồ rồi nên mình sẽ đi mua thêm hộp lưỡi nữa đi. Một hộp lưỡi được 3 cái 7 lạng 4 này, 741g, giá chỉ có 623 yên thôi nhá. Cái lưỡi lợn này thì người ta chưa làm nên là người ta bán giá cũng khá là rẻ. Về làm sạch đi, luộc lên hoặc ăn nướng là tuyệt vời luôn. Hôm nay mình thấy người ta bán khá nhiều hào hào nhá. Hào hào hôm nay người ta xếp khoảng độ chục thùng đây này. Bên đây cũng rất nhiều gia vị này, bột lép, bún gạo, bánh bía này. Đấy. Rồi là các cái gia vị Việt Nam đây. Một thùng hào hào giá là 2.355 yên. Trên 30 gói, tính ra là vị chi là một gói là rơi tầm cỡ khoảng độ 78 yên nhá. 78-79 yên gì đấy. Làm thùng mì tôm về, thi thoảng đi làm về muộn hoặc là hôm nào nhỡ bữa ấy, ngại nấu cơm ấy, mình bỏ mì tôm ra nhá, ăn nó tiện. Phía bên trong cửa hàng ấy là bán cả rau củ quả này. Bên đấy có gạo này, rồi bán rất nhiều các gia vị khác nhá. Bán các loại gạo lếp đây, các loại hạt ngô này, hạt đỗ. Hạt này mọi người có thể mang về nấu xôi hoặc làm bánh này, đồ nhiều lắm. Gia vị thì bán gia vị Nhật, gia vị Việt Nam, rồi là gia vị Trung Quốc nhá. Bởi vì cái quán này là quán của người Trung mà. Đây, các cái đồ nước lẩu đây. Trong đây mình thấy người ta cũng bán khá nhiều bánh gạo nhá. Những cái bánh gạo mình đang quay cho mọi người xem đây là bánh gạo Trung Quốc hết nhá. Giá cũng khá là rẻ, trung bình khoảng độ hơn 300 yên trên một gói to thôi. Mình đang tính là mua thử một gói về ăn này. Mấy cái gói này thì mình không nhầm là gói ngọt nhá, vị ngọt. Mình mua thử gói này về, chắc là vị mặn này, bánh lướng mặn nhá. Giá là 322 yên trên một gói này. Đồ đạc thịt thà trong quán ấy, ngày hôm nay cũng không có nhiều.
nên mình sẽ rẽ sang đây mình mua thêm ít đùi gà nữa. Mình thấy cái món đùi gà ở cửa hàng này cũng khá rẻ nhá, cứ một hộp được tầm 3 cái đây. To nhỏ thì giá khác nhau. Giá một hộp là 576 yên, 567 yên được tận là 7 lạng 7 đây, 773 gram. Siêu rẻ luôn. Mình vào mua có tí đồ mà cũng đầy giỏ rồi, căn bản cái hộp bị tôm to quá. Mình sẽ đi mua thêm ít rau củ quả nữa. Rau củ quả thì người ta bán đa dạng nhá. Rau cải này, hồ đen sô, củ cải này. Súp lơ này, súp lơ thì cũng khá lâu rồi mình không mua, nên là mình sẽ mua thêm một cái súp lơ đi, chọn một cây to to tí nào. Súp lơ thì nó tầm cỡ nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Súp lơ người ta ghi giá là 171 yên nhá, 171 yên trên một cái súp lơ này. Broccoli. Xem còn rau gì mình mua thêm một ít nữa. Bởi vì hàng ngày mình đi làm ở công ty ấy thì hầu như là hôm nào cũng có canh rồi, nên là một tuần thì mình sẽ ăn thêm cỡ khoảng độ đôi ba bữa canh nữa. Mua thêm một túi hành nữa, túi hành nữa để về xào nấu nhá. Ở đây là hai loại hành khác nhau nhưng mà đồng giá là 106 yên trên một túi nhá. Mình sẽ chọn cái gói tươi tươi này, về xào nấu là phải cần có cái này này. Bên đây cà chua bi này. Mình sẽ mua thêm một túi dưa chuột nữa. Dưa chuột này là dạng dưa chuột mini nhá. Giá là 214 yên trên một bịch này. Được còn 6-7 quả gì đấy. Đồ đạc thì cũng mua xong rồi, mình sẽ mang ra ngoài thanh toán nhá. Tổng hóa đơn thanh toán của mình hết là 5.790 yên nhá. Và tổng tất cả số đồ mình mua đấy tính theo tỷ giá yên ngày hôm nay thì nó rơi tầm cỡ khoảng độ 980.000 tiền Việt Nam nhá. Ngày hôm nay tỷ giá đồng yên tự dưng tăng rất là cao. Mọi hôm thì một yên được có 161.62, ngày hôm nay tăng vèo phát lên là 169.5 mọi người nhá. Giá yên cao lên thì anh chị em mà qua bên này thì sướng thôi, gửi tiền về Việt Nam được cao hơn, chứ còn cả hai năm nay đồng yên nó thấp rồi. Đồ đạc mua xong rồi, mình cho lên xe luôn. Hiện tại thì cũng muộn rồi, em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích thì đừng quên để lại cho mình lượt like video, cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư với Lượng của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.